Nơi đầu sóng gọn gió, những người lính Trường Sa luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn. Từ những nỗ lực phấn đấu đó, nhiều chiến sĩ trẻ đã được kết nạp đảng tại đơn vị. Công tác phát triển đảng nơi đảo xa dù gặp không ít khó khăn, nhưng đến nay đã gặt hái được nhiều thành quả quan trọng, góp phần xây dựng cơ sở chính trị của đảo ngày càng vững mạnh, tạo động lực để cán bộ chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Lễ kết nạp đảng cho đồng chí Đỗ Trịnh Tuế tại chi bộ cụm chiến đấu 3 đảo Nam Yết, được đứng trong hàng ngũ của đảng trong thời gian thực hiện nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa là niềm vinh dự và tự hào của mỗi người lính hải quân. Điều này cũng đòi hỏi các chiến sĩ phải tích cực rèn luyện về mọi mặt, cũng như không ngừng trau dồi để hoàn thiện về đạo đức, tư cách của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối tượng được lựa chọn phát triển đảng là những đồng chí thực sự tiêu biểu xuất sắc trong quá trình hoạt động thực tiễn, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trên quần đảo Trường Sa. Hàng tháng, các chi bộ đều rà soát kết quả phấn đấu của các đối tượng đảng, trên cơ sở đó để đưa vào những cái nhận xét, đánh giá và lựa chọn những đồng chí nào xuất sắc, thì thực sự xuất sắc thì tiến hành kết nạp đảng. Để làm tốt công tác phát triển đảng, đảng ủy và các chi bộ của các đảo luôn chú trọng nhiệm vụ tạo nguồn ngay từ đầu năm. Khi phát hiện nhân tố mới, cấp ủy phân công đảng viên, các tổ chức quần chúng theo dõi, giúp đỡ. Nhờ vậy, năm 2019 vừa qua, đảo Nam Yết đã kết nạp được 12 đảng viên mới. Thực tế cũng cho thấy, sau khi được kết nạp, các đồng chí đảng viên mới đều phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện công tác huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, góp phần giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đối với các tổ chức đảng thì lựa chọn nguồn từ hai nguồn chính. Một là nguồn tại chỗ của đơn vị, hai là nguồn từ trong bờ, cán bộ chiến sĩ trong bờ ra công tác tại đảo. Các cấp ủy chi bộ lựa chọn nguồn, phát hiện, nắm tâm tư nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ, nhất là quân nhân trung nghiệp, trẻ và hạ sĩ quan chiến sĩ có cái thành tích, có động cơ rèn luyện phấn đấu đúng đắn, được đứng trong hàng ngũ của đảng. Các đồng chí được đứng trong hàng ngũ của đảng thì sau khi được kết nạp để phát huy tốt cái vai trò trách nhiệm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy chi bộ. Làm tốt công tác phát triển đảng ở Trường Sa đã và đang tạo ra động lực cho những người lính trẻ không ngừng phấn đấu, rèn luyện về ý chí, nghị lực và tinh thần đoàn kết tập thể để cống hiến sức trẻ và tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.